Xin chào các bạn, tôi hôm nay sẽ làm một cái video hướng dẫn về cái chuyện chúng ta sử dụng các cái template mình download ở trên mạng về và dùng với cả CodeIgniter nhé. Thì đây tôi sẽ nói chúng ta dùng như thế nào. Đây là chẳng hạn tôi có một cái thư mục CodeIgniter, chúng ta thấy có application này, rồi trong application thì chúng ta thấy có config cái gì đấy, đúng không nào? Và chúng ta có system thế thôi. Thế còn những cái này tôi thêm vào thì các bạn đừng tính nhé. Tôi có thể cài thêm cái nọ cái kia, nhưng mà chúng ta chỉ cần biết là chúng ta có application, có system và chúng ta có cái index là của CodeIgniter. Và bây giờ thì nếu mà tôi muốn đưa vào thêm những cái gọi là cái template chẳng hạn, đây tôi có một cái landing page chẳng hạn nhé, thì chúng ta muốn xem cái landing page là cái gì, tôi download của Bootstrap, nó là cái free thôi, thì ấn vào đây nhé. Thì tôi thấy này, cái này cũng đẹp đẹp này, và đây, ví dụ nó là những cái thứ như này chẳng hạn, và nó download ở trên mạng, và bây giờ chúng ta muốn đưa vào và sử dụng nó như là một cái template tức là dùng như cái view của CodeIgniter, ta phải làm gì, đúng không? Thì đầu tiên là chúng ta sẽ, tôi sẽ thả nó vào trong cái thư mục này, được không? Rồi thì bây giờ thì muốn dùng như một cái view thì chúng ta được việc kiểu gì chúng ta cũng phải phải sửa những cái đây tôi vào trong này nhé, và chúng ta nhìn thấy ở trong này có landing page đây. Nếu mà tôi có thể đổi tên cái này cho ngắn gọn mà tôi có thể đổi tên này nhé, đóng thư mục mình lại, đổi tên về name đi cho nó thành là ngắn gọn thôi này. Landing chẳng hạn, được chưa? Landing TPL. Và trong này chúng ta thử xem landing TPL nó có cái gì. Tất nhiên trong này có cái index trong HTML thì nó có rất nhiều bootstrap, thì nó có IMG và CSS, đúng không? CSS, IMG, CSS rồi JavaScript, rồi IMG, đúng không? Thì tôi đã viết ra một cái chương trình PHP để mình thay tất cả các asset đấy, ngắn thôi. Nên tôi sẽ có thể tôi sẽ post cái này lên trên trang blog, và tôi nghĩ là cái này nếu mà tôi tự viết ra thôi nó chắc là cũng không hay ho gì lắm đâu, nhưng mà nó làm được cái công việc mà chúng ta rất là thích. Có nghĩa là ví dụ là chúng ta phải thay những cái đường dẫn này bằng cái đường dẫn mới để cho cái controller nó có thể gọi được, đúng không? Đúng rồi. Thì việc đầu tiên tôi sẽ thay nó, thì tôi chạy cái chương trình gọi là asset này, tôi để ngay ở thư mục ngoài của, và tôi cũng lưu cái này lên, và tí nữa tôi cũng post lên cho các bạn, nếu các bạn cần thì các bạn thấy thích và các bạn hiểu cái này thì các bạn có thể dùng nhá. Ok, và tôi làm gì nhỉ, tôi cho chạy cái này và nó sẽ thay tất cả. Đây tôi sẽ ấn lại một lần nữa cái landing của mình, của cái hẳn đây, những cái thứ này mà chúng ta mà chạy vào view là nó sẽ bị vỡ link, đúng không? Nó không nhận được, đúng không? Ok, và tôi sẽ chạy cái này nhé bằng cách là bây giờ chúng ta sẽ khảo sát cái này, là nó lấy mấy cái nó lấy mấy cái địa chỉ rồi nó thay vào, rồi nó ghi lại đè vào, đại khái nó tìm những cái chuỗi này và nó thêm vào cái HTTP này nọ thôi, nó chẳng có cái gì đâu nhá. Nó có tìm những cái thứ này và ở trong này nó có cái danh sách các cái file. Nếu mà chúng ta có nhiều file thì chúng ta đưa cái danh sách vào, tí nữa tôi sẽ đưa thêm một cái thư mục vào và tôi sẽ làm toàn bộ những cái này nó thay đổi nhá. Bây giờ chúng ta chỉ chạy một file index.html này thôi, ở trong thư mục gọi là landing TPL, đây là landing TPL, các bạn phải cho cái thư mục này nó vào. Thế còn những cái thứ này thì các bạn không có thể đổi gì cả, các bạn chỉ có mỗi thay đổi cái này thôi là nó sẽ chạy rồi nhá. Thế còn những cái thứ này thì là tên, cái này của tên chương trình thì nó kệ nó, và các bạn không cần phải làm gì hết. Ví dụ ở trong này có CSS rồi có GS, tại sao phải có cái phông ngo sam này nhỉ? Để chúng ta thử xem lại cái index.html nhé. Đây, sau khi tôi sửa nó thành bẩn bẩn một tí, db này thêm vào đây, thì
tôi cho chỉ cần mỗi chỗ này thôi và chỗ này thì tôi cho vào đây nhá. Thì như vậy là khi mà mình thay đổi, trong khi mình làm thì mình chỉ cần thay đổi mỗi cái directory này rồi nha, và sau đó là chương trình nó sẽ chạy. Thế còn dưới này là cái danh mục cái file, nếu mà cái file mà có nhiều cái html cần phải xử lý, ví dụ tôi sẽ làm ngay sau đây, ví dụ tôi sẽ làm một cái nữa. Tôi làm ra cái desktop này đúng không? Bây giờ tôi sẽ cắt đi chẳng hạn, và tôi sẽ ném vào cái mục của mình đó. Cái lớp mà ta đang có cái MyRatool này, tôi paste vào đây nhé. Đây cũng là một cái trang ấy thôi, đây cũng là một cái trang nó gọi là để mà làm template thôi. Ví dụ đây nó vừa vào đây này, ta cũng lại đổi đi nhé, rồi name thì cho nó ngắn gọn này, dài dòng quá đúng không? Admin gì đấy, và tôi đặt nó là sb admin hay là admin tpl cũng được nhé. Thì tôi sẽ đặt nó là admin tpl enter này, các bạn thấy không? Và ở trong này chúng ta thấy có rất nhiều những html chẳng hạn, ví dụ bắt giống cái html chẳng hạn, có cái gì đây lâu thế này. Đúng không? Chúng ta thấy nó đẹp như này, và ở trong này nó cũng có, nếu mà các bạn xem nguồn trang hoặc là nếu các bạn vào đây các bạn nhìn nhé, đây chúng ta đã đánh tất cả những cái landing này lại, và chúng ta đang nói đến cái admin nữa. Nó có rất nhiều các cái trang button thì nó cũng có như thế, nó có, cũng có rất nhiều đúng không, rất nhiều cũng có phông hoa sang CSS. Thì lúc đó ta lại chạy sang bên này và ta phải đổi cái này thành là admin tpm và chạy về cái này nhé, đúng không nào? Và ở dưới này thì chúng ta khóa, cởi khóa cái danh mục này ra, bởi vì chúng ta sẽ lấy cái danh sách cái file này, thực ra các bạn cái danh sách cái file này mình nhét vào, mình chỉ cần liệt kê những cái danh sách cái này là tự nhiên là nó sẽ quét hết. Và tôi hy vọng là như vậy nhé. Còn những cái echo này thì chúng ta có thể cứ để cho nó echo ra sau khi trước khi nó put content vào đây, mình cứ cho nó echo ra, và tôi nghĩ là có thể chạy được cuối. Và bây giờ chúng ta nhìn lại cái html này, và tôi thử ấn vào cái button nhé, thì các bạn thấy không, nó chưa được đổi. Và bây giờ chúng ta lại chạy thì cái file asset này, và nó sẽ chạy rất nhiều nào. Và chúng ta thấy không, đây là nó đã thay lên màn hình rồi, tức là nó đã thay rồi, và nó cũng ghi rồi, và nó chỉ chúng ta thấy không có lỗi nào. Và chúng ta xem lại bây giờ những cái file button này đúng không, các bạn thấy là những cái chỗ này rồi, những img cái đấy là nó cũng, nếu mà có img nó cũng thay vào hết. Và như vậy là chúng ta làm rất nhanh, trong khi đó nếu mà chúng ta thay bằng này thứ thì rất là khó khăn đúng không nhỉ. Thế còn sau khi đến đây rồi thì các bạn đã biết chúng ta có thể làm với view như nào. Và nhân tiện nói đến cái view thì tôi lại có một cái file rất là tuyệt. Tôi cái này thì tôi lấy ở trên mạng thôi, và tôi đóng cái này lại nhé, phải đóng cái này nhỉ, cái này tất cả đúng không, đóng cái này chứ, và đóng cái này nhé đó. Và bây giờ ở trong Slatex thì tôi lại có application, và trong core tôi đã làm cái lot này rất tuyệt. Nó cho phép lot gì, nó cho phép lot những cái view ở bên ngoài cái application đấy nhé. Chứ application thì chúng ta phải có controller rồi view cái thứ ở đây, nhưng mà chúng ta phải đặt view vào đây chúng ta mới lot được đúng không. Nhưng mà đây tôi sẽ lot ngay cái view từ bên ngoài, tức là từ cái bên thư mục bên ngoài này. Tôi nói như này không biết là có ai bạn nào đã làm về Codenator sẽ hiểu này. Tôi sẽ cho nó ra bên ngoài và tôi sẽ lot view, và bằng cách tôi sẽ phải vào cái controller và tôi tạo một cái controller nhé, application controller. Và tất cả những code này tôi sẽ post lên blog các bạn nếu mà quan tâm. Và chỗ cái landing này chẳng hạn, đây các bạn thấy không, landing view đây, nó sẽ lót bằng cái mối tốt là base view, nó lót kiểu đặc biệt hơn một tí,
và nó ngoài các landing page, landing page, PL và index.html là như vậy là nó lót hẳn cái view ở bên ngoài đây các bạn ạ. Và tôi sẽ lại chỉ lại một lần nữa cái core my loader này. Đấy, my loader đây và cái gì em nhỉ, nó cứ chạy lằng ngoằng, controller cái landing controller. Rồi bây giờ chúng ta bỏ cái, không nói về cái này nữa, chỉ hai cái này quan tâm thôi. Một cái my loader này các bạn sẽ ném vào application core nắm vào đây và các bạn này, tôi sẽ load nên tôi sẽ vứt cái này đây, rất tiện, được chưa? Đây là show 404 này, view này, nếu mà không tìm thấy đúng không, và nó chỉ có vài dòng rồi sau đó chúng ta với cái đây là cái code tôi lấy ở trên mạng rồi, nó cũng chỉ có vài dòng rồi các bạn lấy ra. Còn đây là cái code mà chúng ta gọi nó ở trong controller thì chúng ta landing extension controller bình thường đúng không nào. Và chúng ta load thì thay vì load view thì chúng ta làm bay view hoặc là my view, hoặc là ở trong này nó đề là bay view thì chúng ta làm bay view. Và chúng ta đặt đây là cái, đây là cái, đây là ở trong index landing.tmp, nó ở ngoài hết, nó ở ngoài ngoài thư mục ngoài của cái application này. Ở đây mới là application này nhé, đại khái như vậy. Ngoài, nó ở ngoài thư mục application my web tool đây này, xong đến landing TPL thì nó đang đặt ngoài application mà tôi vẫn load bình thường. Bây giờ tôi chạy nhé. Rất là khó khăn nhỉ. Mà web tool, nếu mà ấn vào đây này và chúng ta ấn vào cái landing này này, các bạn thấy không, đây là nó load, thực chất là nó load cái view ở bên ngoài đấy. Và nó vẫn chạy bình thường, các thứ chạy đẹp, không thiếu một thứ gì cả. Và chúng ta thấy là như vậy là chúng ta dùng Cognator mà thoải mái với các cái template download ở trên mạng về rất tuyệt vời nhé. Và chúng ta có một cái công cụ là một cái loader, loading và một cái mấy cái code tôi viết nhỏ nhỏ này. Và bây giờ tôi sẽ stop cái video này và tôi sẽ post ngay lên cái blog nhé, rất tuyệt.